goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. My head shaking, and you are the reason my heart keeps bleeding, and I need you now. And if I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. Descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Chú em xin được truyền tải thông điệp yêu thương đến từ đại gia đình của chú rể Trung Thông, cũng như là cô dâu Cẩm Vân, gửi đến sự hiện diện cao quý của quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, các cụ ta thường có câu rằng hôm nay sum họp chúc mai, tình quen một khắc nghĩa dài trăm năm. Hôm nay tứ hài giao tình, tuy rằng bốn bề nhưng chung một nhà. Và ngay sau đây không quỷ để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, một tràng vỗ tay thật lớn quý vị để chào đón hai nhân vật chính câu chuyện tình yêu. Chú rể Trung Thông cùng cô dâu Cẩm Vân sẽ trở lại thuyền.
hoa hạnh phúc ra mắt quý hội hôn. Một lần nữa trân trọng được kính mời cô tân lang gia nhân chú rể Trung Thông cùng cô dâu Cẩm Vân sẽ đứng lên trở lại kiền hoa hạnh phúc của mình. Trân trọng kính mời. Xin mời các bạn trẻ của chúng ta hãy đứng lên đây ạ. Hãy trở lại sân khấu kiền hoa hạnh phúc của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Nhiệt chào đón với sự hiện diện cao quý của quý vị đã trở về chung vui niềm hạnh phúc của đại gia đình đôi bên, cũng như là chung vui chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ Trung Thông sánh duyên cùng cô dâu Cẩm Vân. Và lời đầu tiên cho phép MC Ngọc Huyền đến từ ekip anh em những người làm chương trình trung tâm tổ chức sự kiện Đức Lợi xin được gửi đến quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Khách quý đứng trên sân khấu lúc này đó cũng chính là sự hiện diện của đôi tân lang gia nhân chú rể Trung Thông, cô dâu Cẩm Vân. Và để đáp lại tình cảm của quý vị, xin mời đôi bạn trẻ của chúng ta hãy nghiêng một cái cúi đầu thay lời chào cảm ơn chân thành sâu sắc nhất. Kính thưa quý vị, nói đến cô dâu Cẩm Vân, chú rể Trung Thông có được một ngày vui hạnh phúc trọn vẹn trong buổi trưa ngày hôm nay, thì lời đầu tiên đôi bạn trẻ của chúng ta phải nói đến công ơn dưỡng dục của những bậc làm cha làm mẹ. Bên cạnh đó, một lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất được đến với hai vị trưởng đoàn đến từ hai bên gia đình. Và ngay sau đây, con xin được trân trọng kính mời một bác trưởng đoàn đến từ gia đình họ nhà trai. Và con xin được trân trọng kính mời một bác trưởng đoàn đến từ gia đình họ nhà gái. Xin kính mời hai bác sẽ cùng đồng hành với cô dâu và chú rể trở lại sân khấu trong buổi trưa ngày hôm nay. Và cùng một lúc với sự hiện diện của hai vị trưởng đoàn đến từ hai bên gia đình, xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của phụ thân phụ mẫu sinh ra chú rể Trung Thông và sự hiện diện của phụ thân phụ mẫu sinh ra cô dâu Cẩm Vân cũng sẽ trở lại kiền hoa hạnh phúc để ra mắt quý hội hôn trong buổi trưa ngày hôm nay. Con xin được trân trọng kính mời song thân phụ mẫu của cô dâu Cẩm Vân và cùng một lúc xin được trân trọng kính mời song thân phụ mẫu của chú rể Trung Thông cũng sẽ trở lại sân khấu trong buổi trưa ngày hôm nay. Chân thành sâu sắc nhất được truyền tải thông điệp yêu thương đến với sự hiện diện của toàn thể quý vị đã trở về đây cùng chung vui chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Xin mời đại gia đình của chúng ta hãy nghiêng một cái cúi đầu thay lời chào cảm ơn chân thành sâu sắc nhất. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày lành tháng tốt, là ngày tốt tháng đẹp, được sự đồng ý của hai chính quyền địa phương cũng như là được sự đi đến thống nhất của hai bên gia đình. Và nhất là với tình yêu của quý vị đã ngàn lời bó hoa tươi thắm dành tặng tới đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc. Kính thưa quý vị, trăm năm thì chọn lấy một ngày thì chọn lấy một giờ. Và giờ đẹp nhất đó cũng chính là giờ để anh em những người làm chương trình chúng em xin được loan tin mừng đến toàn thể quý vị. Hôm nay ngày mùng 5 tháng 7 2020, tức ngày 15 tháng 5 năm Canh Tý, và chúng tôi những người làm chương trình xin được trân trọng tuyên bố đại lễ thành hôn cho duyên mới chú rể Trung Thông sánh duyên cùng cô dâu Cẩm Vân chính thức được bắt đầu. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để chúc mừng. Tin mừng đến tận quý vị đại lễ thành hôn cho duyên mới của đôi bạn trẻ chính thức được bắt đầu. Kính thưa quý vị khách quý, và trước khi đến với những nghi thức cô dâu Cẩm Vân cũng như là chú rể Trung Thông ra mắt quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay, thì miếng trầu luôn là đầu câu chuyện. Các cụ ta thường có câu rằng con người thì có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn.
cây có cội mới nở cành xanh lá, nước có nguồn mới về đàng sông sâu. Và ngay sau đây, con xin được trân trọng kính mời một bác trưởng đoàn đến từ gia đình họ Nhà Gái sẽ bước lên có đôi lời phát biểu cũng như là chính thức cho dâu nhận rể cũng như là cảm ơn với sự hiện diện của quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Con xin được kính mời bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cùng các cô dì, chú bác, bạn bè, tân khách gần xa. Hôm nay ngày lành tháng tốt, hai gia đình chúng ta tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Thông Vân. Về dự hôm nay, về đoàn Nhà Gái chúng tôi xin trân trọng giới thiệu, tôi là Việt, là em của ông Tân và là chú của cháu Vân. Đi cùng đoàn Nhà Gái chúng tôi hôm nay có các ông bà là anh em với ông Tân, bà Hưng ở quê cùng họ mặt về đây dự hôn lễ thành hôn của hai cháu. Trước hết, thay mặt cho họ Nhà Gái, tôi xin trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chân thành, cởi mở, sự chuẩn bị chu đáo của đại diện gia đình nhà trai dành cho hôn lễ của hai cháu hôm nay. Các cụ ta ngày xưa có câu trai lớn không dựng vợ, gái lớn gả chồng. Các cháu Vân nhà tôi đã lớn, sau thời gian các cháu tìm hiểu và đi đến hôn nhân đã được hai gia đình thuận tình đồng ý. Hôm nay chọn ngày lành tháng tốt, gia đình chúng ta tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Cháu Vân tuy có lớn nhưng nhận thức còn nhiều non kém. Hôm nay về đây dự hôn lễ tôi không biết nói gì. Mong cháu tuy còn kiến thức còn non kém, nhờ các cụ, các ông, các bà sinh thành dạy bảo cháu sớm khôn lớn trở thành người dâu hiền, con thảo và người vợ đảm đang trong gia đình. Nhất là hôm nay trông chợ vào gia đình ông bà Thông gia gần gũi dạy bảo giúp đỡ cháu. Thay mặt cho họ Nhà Gái, tôi xin kính chúc hôn lễ của hai cháu viên mãn trăm năm, chúc cho hạnh phúc các cháu trăm năm viên mãn, và chúc các cụ, các ông, các bà mạnh khỏe, có một buổi để mừng hạnh phúc cho hai cháu mãn nguyện. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, vừa rồi là lời phát biểu của vị trưởng đoàn đến từ gia đình họ Nhà Gái. Với những tình cảm yêu thương, với những lời nhắn nhủ mà bác đã truyền tải thông điệp yêu thương đến từ đại gia đình họ Nhà Gái, cảm ơn với sự đón tiếp cánh cửa trường cưới của gia đình họ Nhà Trai một cách trịnh trọng. Và bác cũng đã không quên gửi đến lời mong muốn, mong sao cho cô dâu Cẩm Vân và chú rể Trung Thông sẽ là dâu hiền dề thảo của đại gia đình đôi bên. Một lần nữa trân trọng được cảm ơn bác rất nhiều. Và để đáp lại tình cảm của vị trưởng đoàn gia đình họ Nhà Gái, ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đến với lời phát biểu của gia đình họ Nhà Trai. Xin mời bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô bác, anh chị và các bạn trẻ làm thành nữ sinh, các cháu nhỏ thân mến. Hôm nay hai gia đình chúng tôi tổ chức đại lễ thành hôn cho hai cháu Trung Thông và Cẩm Vân. Tôi xin trân trọng giới thiệu, tôi là bác của cháu Trung Thông và là trưởng đoàn Nhà Giai. Xin gửi tới toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô bác, anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Vâng, vừa rồi là ý kiến của ông trưởng đoàn Nhà Gái đã phát biểu rất đầy đủ, rất ý nghĩa. Tôi thay mặt cho gia đình Nhà Trai xin ghi nhận. Và giờ phút này tôi xin tuyên bố cháu Cẩm Vân chính thức là dâu con của gia đình và dòng tộc. Và tôi xin trân trọng giới thiệu cháu Thông là rể từ giờ phút này với gia đình Nhà Gái, sự gửi gắm của gia đình Nhà Trai. Để làm thế nào, mong sao cháu, hai cháu sẽ xứng đáng là dâu hiền,
xứng đáng là dề thảo. Và tôi cũng mong rằng tất cả các bạn bè, bằng hữu của hai cháu sẽ giúp đỡ hai cháu để hai cháu giỏi việc nước, đảm việc nhà, xứng đáng là dâu hiền, là dề thảo của hai gia đình, hai dòng tộc của chúng tôi. Vâng, vừa rồi là ông trưởng đoàn nhà gái có nói rằng cháu Cẩm Vân còn non, còn dại. Tôi xin nói rằng về làm dâu gia đình nhà chúng tôi có một đội ngũ làm dâu nhiều năm, có rất nhiều kinh nghiệm để truyền bá cho cháu Cẩm Vân. Và cháu Cẩm Vân sẽ trong vòng một năm là dâu hiền dễ thảo hai cháu. Và cuối cùng, thay mặt cho hai gia đình, tôi xin kính chúc sức khỏe, chúc tập thể quý vị hạnh phúc, sức khỏe và dùng một bữa tiệc thật ngon miệng. Chúc cho buổi đại lễ của hai cháu của chúng ta hôm nay thành công rực rỡ. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn lời phát biểu vàng ngọc của bác trưởng đoàn gia đình Hoàng Ngọc Trai. Bác cũng đã chính thức trao rể hiền, đó chính là chú rể Trung Thông của chúng ta, cho gia đình họ người gái làm con rể con cháu trong nhà. Và cũng đã đón nhận dâu thảo, đó chính là cô dâu Cẩm Vân của chúng ta. Và bác cũng đã không quên gửi đến một lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất với sự hiện diện của quý vị đã trở về trong buổi trưa ngày hôm nay, ngàn lời bó hoa tươi thắm dành tặng tới cô dâu Cẩm Vân, chú rể Trung Thông. Một lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất, trân trọng được cảm ơn quý vị rất nhiều. Và để gắn kết mối tình thông gia của hai bên gia đình thì ngay sau đây con xin được trình chào kính mời hai bác sẽ bước lên một bước ạ. Xin mời hai bác ạ, hãy bước lên một bước và hãy dành cho nhau một cái bắt tay, một cái ôm thật chặt để gắn kết mối tình thông gia kể từ ngày hôm nay. Một tràng bắt tay thật lớn quý vị ơi, để chúc mừng cho tình cảm thông gia của hai bên gia đình ngày càng gắn kết, đơm hoa kết trái, là chỗ dựa tinh thần lớn nhất để cho cô dâu Cẩm Vân và chú rể Trung Thông bước vào một cuộc sống mới. Và con xin được cảm ơn hai bác rất nhiều và xin kính mời hai bác sẽ tiếp tục trở lại bàn danh dự an toàn của mình, dùng tiệc nước, tiệc trà chung vui với những nghi thức của cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được cảm ơn hai bác. Kính thưa quý vị, vừa rồi quý vị chúng ta đã được đến với nghi thức đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay của đôi bạn trẻ Cẩm Vân Trung Thông, với lời phát biểu vào ngọc cũng như là phần trao dâu nhận rể đến từ hai vị trưởng đoàn đến từ hai bên gia đình. Kính thưa quý vị, cũng như là Ngọc Huyền đã chia sẻ với quý vị, cô dâu Cẩm Vân và chú rể Trung Thông của chúng ta có một ngày vui hạnh phúc trở về trong buổi trưa ngày hôm nay. Thì điều đầu tiên cô dâu và chú rể phải nói đến công ơn dưỡng dục của bậc làm cha làm mẹ. Và hôm nay trong ngày hạnh phúc của hai bạn thì với những món quà, với những tinh thần, với những tình cảm mà cô dâu và chú rể đón nhận đến từ đại gia đình của mình. Và ngay sau đây xin được trình trọng kính mời song thân phụ mẫu của chú rể Trung Thông sẽ có những món quà để dành tặng cho hai con của mình trong ngày vui hạnh phúc. Thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không phủ đấng công cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, bằng cả tấm thân gầy cha che chở cho con. Kính thưa quý vị khách quý, trong mỗi chúng ta sinh ra và lớn lên, ai cũng lớn lên trong tình yêu thương của cha, ai cũng lớn lên trong tình yêu thương của mẹ. Và khi chúng ta lớn lên rồi thì chúng ta sẽ đi tìm hạnh phúc riêng của đời mình. Và những giọt nước mắt lăn dài trên má của ba của mẹ, đó chính là những giọt nước mắt thành công hạnh phúc khi nhìn thấy con của mình được hạnh phúc cũng như là thành công để đến ngày vui hạnh phúc mà hai con đã lựa chọn trong ngày hôm nay. Và xin được thay mặt cho cô dâu và chú rể, chúng con trân trọng được cảm ơn với những tình cảm mà ba mẹ đã dành chọn cho chúng con cả tuổi thanh xuân. Và để cảm ơn tới cha tới mẹ thì xin mời cô dâu Cẩm Vân sẽ ôm mẹ của mình và chú rể Trung Thông sẽ ôm ba của mình đi ạ. Và xin mời mời mẹ hãy đứng ở giữa ạ. Cô dâu Cẩm Vân sẽ ôm mẹ của mình đi ạ. Và xin mời cô dâu Cẩm Vân sẽ quay lại ôm người mẹ đã sinh thành ra cô dâu Cẩm Vân. Và xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn quý vị ơi để chúc mừng cho tình cảm, cho đại thân gia, đại gia đình của đôi bên chúng ta. Một lần nữa trân trọng được cảm ơn với sự hiện diện của quý vị rất nhiều. Và xin được cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Xin mời ba mẹ sẽ tiếp tục trở lại bàn danh dự
cùng với những ly rượu hồng để kính dâng cùng nhất cảm ơn với sự diện của quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Ngay sau đây thì với những nghi thức tiếp theo mà cô dâu Cẩm Vân cũng như là chú rể Trung Thông sẽ ra mắt quý hồi ôn trong buổi trưa ngày hôm nay. Và để đến với những nghi thức đầu tiên, xin mời đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ quay mặt vào nhau và trao cho nhau vòng nhẫn cưới tình yêu. Xin mời. Và xin mời chú rể Trung Thông sẽ mở hộp nhẫn cưới của mình ra. Cô dâu Cẩm Vân sẽ đưa tạm bó hoa cưới cho Ngọc Huyền cầm tạm ạ. Và với chiếc nhẫn đầu tiên, chú rể Trung Thông sẽ được trao cho cô dâu Cẩm Vân với móng tay áp út. Kính thưa quý vị, hai chiếc nhẫn tình yêu vòng tròn, không có điểm đầu cũng không có điểm cuối, nhưng nó là sợi dây vô hình để kết nối trái tim cũng như là tình yêu, tình cảm yêu thương của đôi bạn trẻ Trung Thông, Cẩm Vân trao cho nhau những gì yêu thương nhất. Và xin mời cô dâu Cẩm Vân sẽ đáp lại tình cảm của mình với chiếc nhẫn đeo vào ngón tay áp út của chú rể Trung Thông. Và quý vị ơi, xin mời quý vị chúng ta hãy dành những tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu và hứa với anh một câu, mình sẽ nguyện bên nhau đi đến cuối con đường. Và ngay sau đây thì xin mời đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ quay mặt vào nhau và chú rể Trung Thông sẽ là người chủ động để trao cho cô dâu Cẩm Vân một nụ hôn nồng cháy, một nụ hôn đẹp nhất. Và trước khi đến với nụ hôn này thì Ngọc Huyền xin hỏi chú rể Trung Thông như thế này: khi mới yêu cô dâu Cẩm Vân, bạn đã hôn cô dâu Cẩm Vân nhiều chưa ạ? Hôm nay phải thay thật đúng không ạ? Nói chung là chưa hôn ít. Rất là khó hiểu đúng không quý vị? Một câu rất chi là rất là hóc, phải nói rằng là rất là hóc búa mà Ngọc Huyền không thể hiểu được câu nói của chú rể Trung Thông. Vâng, kính thưa quý vị, trong ngày vui hạnh phúc của chú rể Trung Thông, cô dâu Cẩm Vân cũng như là sự hiện diện cao quý của quý vị đã trở về đây cùng chứng minh cho đôi bạn trẻ. Và hai bạn đã được chính quyền công nhận cũng như là hai bên gia đình công nhận. Thì hôm nay trong ngày vui hạnh phúc của hai bạn, không thể thiếu được một nụ hôn mà hai bạn dành tặng cho nhau đúng không ạ? Và xin mời đôi bạn trẻ của chúng ta hãy quay vào với tư thế quen thuộc đi ạ. Xin mời chú rể Trung Thông sẽ đặt hai tay của mình vào và eo thon thả của cô dâu Cẩm Vân. Và xin mời cô dâu Cẩm Vân sẽ đặt lên bờ vai, đúng rồi ạ, bờ vai vững chắc cả cuộc đời của bạn. Và trước khi đến với một nụ hôn đẹp nhất mà hai bạn dành tặng cho nhau thì Ngọc Huyền cũng xin được chia sẻ với hai bạn như thế này: khi nào pháo dừng, nhạc dừng, cộng những tràng vỗ tay của quý vị dừng thì nụ hôn của hai bạn mới được dừng hôn nhau. Hai bạn nhớ chưa ạ? Nếu như hai bạn không làm được thì Ngọc Huyền sẽ cho hai bạn hôn từ giây đến 6 giờ chiều và nhà gái sẽ không được trở về Đắk Lắk đâu ạ. Hai bạn nhớ chưa ạ? Và xin hỏi quý vị, những cánh tay của quý vị đâu ạ? Nhà trai ở đâu ạ? Nhà gái đâu ạ? Xin mời quý vị chúng ta dành những tràng vỗ tay cũng như đồng hành cùng với ekip anh em những ngày làm chương trình chúng tôi từ 3 đến 1. Và xin mời nụ hôn của đôi bạn trẻ chính thức được bắt đầu. 3, 2, 1, xin mời. Vỗ tay thật lớn quý vị ơi để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ trong năm hạnh phúc. Dạ vâng ạ, pháo dừng nhạc ngừng thì nụ hôn của hai bạn mới được dừng hôn nhau. Và xin mời nhà nhiếp ảnh gia chúng ta sẽ được ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày vui hạnh phúc của chú rể Trung Thông, cô dâu Cẩm Vân. Thôi ạ, thôi ạ. Vâng ạ. Cảm ơn hai bạn rất nhiều và cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị đã dành tới cô dâu Cẩm Vân, chú rể Trung Thông trong năm hạnh phúc. Và ngay sau đây xin mời đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ cùng tiến sang với những chiếc bánh phô the và hai bạn sẽ cùng chung tay cắt lớp bánh hạnh phúc tình yêu. Xin mời đôi bạn trẻ của chúng ta. Hai bạn được cắt ra để cảm ơn tới cha tới mẹ. Lời ngoại hai bên đã vun vén cũng như là tác hợp để cho hai bạn có một ngày vui hạnh phúc. Và tầng bánh thứ hai được cắt ra để cảm ơn với sự hiện diện của các cụ ông, cô bà, sự hiện diện của cô dì chú bác cũng như là toàn thể quý vị khách quý đã trở về chúc mừng cho vui ngày hạnh phúc của cô dâu Cẩm Vân, chú rể Trung Thông. Và tầng bánh thứ ba đó cũng chính là tương lai hạnh phúc rực sáng của cô dâu Cẩm Vân, chú rể Trung Thông. Một tràng vỗ tay thật lớn quý vị ơi để chúc mừng. Và xin mời đôi bạn trẻ của chúng ta hãy cùng di chuyển sang bàn tháp ly pha lê cùng với chai rượu sâm banh cho ngày hạnh phúc tình yêu.
mời chú rể trung thông của chúng ta hãy mở quy chai sân banh đầu tiên. Xin mời chú rể trung thông của chúng ta hãy lấy sức mạnh của mình để mở lắp quy chai sân banh đầu tiên. Kính thưa quý vị khách quý, thật là tuyệt vời. Xin mời đôi bạn trẻ của chúng ta hãy cùng chung tay giúp mình và thắp đi hạnh phúc tình yêu. Kính thưa quý vị khách quý, chai rượu sân banh đầu tiên tượng trưng cho dòng máu của chú rể trung thông đã được tuôn chảy trên tòa tháp ly pha lê hạnh phúc. Đó chính là những cung bậc, những tình yêu là mái ấm của gia đình họ nhà trai. Gửi đến quý vị một lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất. Cho má em hồng, cho môi em thắm, cho lòng anh say. Và xin mời chú rể trung thông với quy chai sâm banh thứ hai. Và sau khi chai sâm banh thứ hai được bật nắp ra, xin mời đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ rót ra 6 ly ở dưới bàn trước. Xin mời đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ rót ra 6 ly ở dưới bàn trước. Và với những ly rượu ở dưới bàn sẽ được kính dâng lên cha lên mẹ, cũng như là đến với nghi thức uống rượu ra bôi trong hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Và còn lại xin mời đôi bạn trẻ của chúng ta hãy rót lên tòa tháp ly hạnh phúc tình yêu. Kính thưa quý vị khách quý, và với chai sâm banh thứ hai tượng trưng cho dòng máu của cô dâu Cẩm Vân đang được tuôn chảy trên tòa tháp ly hạnh phúc tình yêu. Đó cũng chính là mật ngọt tình yêu mà cô dâu Cẩm Vân đã dành tặng tới chú rể trung thông. Và kể từ ngày hôm nay, với mái ấm gia đình họ nhà trai sẽ che chở cho cô dâu Cẩm Vân đi đến hết cuộc đời. Và để cảm ơn tới cha tới mẹ đã sinh thành cho cô dâu Cẩm Vân và chú rể trung thông, ngay sau đây những người làm chương trình xin được trịnh trọng kính mời song thân phụ mẫu của cô dâu Cẩm Vân và song thân phụ mẫu của chú rể trung thông sẽ một lần nữa trở lại sân khấu để đón nhận với những ly rượu báo hiếu đến từ hai con của mình. Mẹ vợ, và xin mời cô dâu Cẩm Vân sẽ nâng hai ly rượu của mình lên để kính dâng tới ba mẹ chồng. Chú rể trung thông sẽ hỗ trợ chiếc váy cho cô dâu Cẩm Vân đi ạ. Và còn lại hai ly, xin mời chú rể trung thông sẽ đi xuống dưới và cầm hai ly trở lại thuyền hoa hạnh phúc của mình. Và xin mời cô dâu Cẩm Vân và chú rể trung thông sẽ đứng ở giữa. Chú rể trung thông sẽ đứng ở giữa đôi bên của ba mẹ của mình. Và xin mời các bạn trẻ của chúng ta hãy quay mặt vào nhau và tay lồng tay đi ạ. Và đây cũng là những ly rượu để cảm ơn tới cha tới mẹ, cũng như là uống cạn ly rượu ra bôi cho ngày hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Và con xin được trịnh trọng kính mời ba mẹ sẽ cùng nâng những ly rượu của mình thật cao được không ạ? Và xin mời quý vị chúng ta dành những tràng vỗ tay thật lớn quý vị ơi, để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu Cẩm Vân, chú rể trung thông trong năm hạnh phúc dân chuyện tình viên mãn bạc đầu nghĩa phu thê. Một lần nữa xin được thay mặt cho ekip anh em những ngày làm chương trình kính chúc các bạn trẻ trăm năm hạnh phúc, nhân duyên viên mãn bạc đầu nghĩa phu thê. Và một lần nữa xin được cảm ơn với sự diện của ba mẹ rất nhiều.
Từ ngày có em về, nhà mình tràn ánh trăng thề. Dòng nhà tình đã tắt lâu, tuôn trào ngọt ngào như dòng suối. Anh yêu phút ban đầu, đèn nghiêng nghiêng dáng em sầu. Trong mắt em buồn về mong, anh ơi có khi nào lần gặp đấy cho mai sau. Tiếng đàn hòa êm ái, nhịp bước em thêm lạ lời. Cùng điều buồn chơi vơi, đôi tâm hồn riêng thế giới. Mình diêu sát đi em, để nghe làn hơi cháy trong tim nồng nàn. Tiếc thương chi trời rộng thênh thang, vương vấn đề rồi một đời cứ mang. Giờ mình có nhau rồi, đời đẹp vì tiếng em cười. Vượt ngàn trùng qua bể khơi, dắt diều cùng về căn nhà mới. Ta xây vách chung tình, nhiều trong gai có tay mình. Xin cảm ơn đời còn nhau, ghi sau phút ban đầu bằng bài tango cho em. Về nhà mình tràn ánh trăng thề. Dòng nhà tình đã tắt lâu, tuôn trào ngọt ngào như dòng suối. Anh yêu phút ban đầu, đèn nghiêng nghiêng dáng em sầu. Trong mắt em buồn về mong, anh ơi có khi nào lần gặp đấy cho mai sau. Tiếng đàn hòa êm ái, nhịp bước em thêm lạ lời. Cùng điều buồn chơi vơi, đôi tâm hồn riêng thế giới. Mình diêu sát đi em, để nghe làn hơi cháy trong tim nồng nàn. Tiếc thương chi trời rộng thênh thang, vương vấn đề rồi một đời cứ mang. Giờ mình có nhau rồi, đời đẹp vì tiếng em cười. Vượt ngàn trùng qua bể khơi, dắt diều cùng về căn nhà mới. Ta xây vách chung tình, nhiều trong gai có tay mình. Xin cảm ơn đời còn nhau, đi sâu phút ban đầu bằng bài tango cho em. Ta xây vách chung tình, nhiều trong gai có tay mình. Xin cảm ơn đời còn nhau, đi sâu phút ban đầu bằng bài tango cho em.